Kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Hạn chót Nga đòi Mariupol đầu hàng đã qua. Quân đội Nga chưa có phản ứng sau khi đã qua thời hạn chót để lực lượng Ukraine cố thủ Mariupol đầu hàng. Trước đó, phía Nga ra tối hậu thư yêu cầu các lực lượng Ukraine đang cố thủ ở Mariupol đầu hàng trước 3 giờ sáng, giờ quốc tế GMT, nếu không sẽ bị xóa sổ. Theo Guardian, hạn chót tối hậu thư đã qua và chưa có thông tin lực lượng Ukraine đầu hàng. Quân đội Nga chưa có phản ứng sau khi hết thời hạn tối hậu thư. Sáng ngày 17 tháng 4, còi báo động không kích vang lên khắp Ukraine, trong đó có khu vực thủ đô Kiev. Phía Nga cho biết đã tiêu diệt toàn bộ lực lượng phản kháng tại vùng đô thị Mariupol, thành phố cảng miền Nam. Số binh sĩ còn lại kháng cự đang bao vây tại nhà máy Azovstal. Mariupol bị bao vây ít lâu sau khi giao tranh nổ ra vào ngày 24 tháng 2. Tuy nhiên, chênh lệch lực lượng lớn, binh sĩ phòng thủ ở đây vẫn có thể cầm cự trong nhiều tuần. Hôm 16 tháng 4, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cảnh báo các cuộc hòa đàm với Moscow sẽ chấm dứt nếu những binh sĩ Ukraine cuối cùng tại Mariupol bị tiêu diệt. Mariupol có thể là thành phố lớn đầu tiên Nga chiếm được từ khi phát động một cuộc chiến. Trước đó, Nga đã giành quyền kiểm soát hai thành phố nhỏ là Kherson và Melitopol đều nằm giáp bán đảo Crimea. Chiến sự tại Ukraine đã bước sang ngày thứ 50. Giao tranh hiện tập trung chủ yếu ở khu vực Donbass, tuy nhiên Nga đang tăng cường dùng không quân và tên lửa tầm xa tấn công các thành phố ở phía tây Ukraine cũng như thủ đô Kiev sau khi soái hạm Moscow chìm trên Biển Đen. Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga ngày 16 tháng 4 tuyên bố quân đội nước này đã bắn rơi một máy bay chở vũ khí phương Tây gần Odessa, đồng thời đánh phá 67 địa điểm tập trung khí tải quân sự và đóng quân của Ukraine trong 24 giờ qua. Bên cạnh đó, tên lửa Nga đã tấn công 317 cơ sở quân sự, gồm 274 cứ điểm, 24 trung tâm chỉ huy, 2 cơ sở nhiên liệu, bắn rơi 2 máy bay không người lái của Nga. Tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga chưa được kiểm chứng độc lập. Thưa quý vị, học sinh lớp 10 sẽ không phải học lịch sử hay hóa học, sinh học nếu không muốn, thế nhưng có thể chọn thêm nhiều môn học khác như là âm nhạc, mỹ thuật, giáo dục kinh tế và pháp luật. Đây là điểm mới nổi bật trong chương trình giáo dục phổ thông mới triển khai ở lớp 10 từ năm học 2022-2023. Đây được xem như là đổi mới căn bản, học sinh được tự chọn nhiều môn học yêu thích để định hướng nghề nghiệp. Tuy nhiên, với những đổi mới này thì cũng mang đến nhiều băn khoăn cho giáo viên trong năm đầu triển khai. Điểm mới quan trọng nhất của chương trình lớp 10 nói riêng và bậc trung học phổ thông nói chung là cho phép học sinh được lựa chọn môn học, nội dung học. Thế nhưng khảo sát nhiều học sinh lớp 9 hiện nay, nhiều học sinh không lựa chọn học lịch sử và địa lý. Cái môn xã hội em không có nắm nhiều tại em không có dễ học thuộc bài, khi mà nên là chắc chắn là em sẽ chọn một khối tự nhiên. Nói chung là mấy môn sử địa là mấy môn học bài, nhưng mà em cũng dở cái học bài đó mà. Theo các chuyên gia, khi học sinh tự chọn có nghĩa là có những môn các em thích thì được lựa chọn nhiều và những môn các em không thích thì không lựa chọn. Như vậy, những môn các em không thích thì lực lượng giáo viên hiện có sẽ dôi dư ra. Bên cạnh đó, lịch sử, địa lý luôn được học sinh đánh giá là khó với quá nhiều số liệu, diễn biến, cần phải học thuộc. Nhưng do bắt buộc để thi tốt nghiệp trung học phổ thông nên các em miễn cưỡng phải học. Kết quả qua mỗi kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông luôn là nỗi trăn trở lớn khi điểm số của các môn này luôn đứng top cuối bảng. Tử trên toàn thế giới, tất cả các nước trên thế giới đều là môn bắt buộc, là người ta đề cao môn lịch sử của dân tộc. Nhưng riêng cái chương trình mới này, môn sử lại đưa vào môn tự chọn. Mà nếu tự chọn thì chúng ta cũng phải nghĩ ngay một cái vấn đề, lỡ các em không chọn thì sao? Môn địa lý cũng là môn tự chọn thì nó làm với biên cương tổ quốc như thế nào? Ủa, anh là người Việt Nam mà anh đi chọn ngành nghề, anh đi chọn theo cái hướng nghiệp, anh không biết lịch sử, địa lý à? Môn sử và môn địa nó không chỉ là kiến thức mà nó còn là cái sự hiểu biết của mỗi một con người. Và một người mà không có những cái kiến thức về xã hội thì sau này khi mà các em nó ra đời, nó đi làm, nó sẽ bị khập khiễng và nó sẽ thiếu hụt rất nhiều trong những cái hiểu biết và về kỹ năng. Học sinh không lựa chọn môn thì sẽ không thực hiện đúng mục tiêu của chương trình giáo dục phổ thông mới. Nhưng nếu lựa chọn môn thì các trường khó có thể đáp ứng được. Những băn khoăn vướng mắc từ các nhà trường nếu không sớm được tháo gỡ thì những yếu tố mới sẽ dẫn đến quá khó, quá bất cập khi chính thức triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới. Thưa quý vị, trong tháng 4 này thì tỉnh Phú Yên sẽ thực hiện việc tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em theo kế hoạch của Bộ Y tế. Tại các điểm tiêm chủng thì công tác đảm bảo an toàn cũng đã được triển khai thực hiện đầy đủ và đa số phụ huynh học sinh cũng mong muốn là con em mình sớm được tiêm phòng để an tâm hơn trong học tập. Trường tiểu học Âu Cơ là một trong những nơi được chọn làm địa điểm tiêm chủng vaccine cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi.
Nhà trường đã phát trên 1.600 phiếu đăng ký tiêm chủng và có 90% học sinh và phụ huynh đồng ý tiêm chủng. Cụ thể là chúng tôi đã chuẩn bị một cái phòng ở phía bên tay phải đây là hội trường để trung tâm y tế về kiểm tra và thực hiện theo cái quy định của ngành. Đó là các em tạo thành một cái vòng, khi các em sẽ vào chích thì các em sẽ ra về ngay chứ không quay trở lại trường. Thì nói chung về mọi vấn đề mà thực hiện về phòng chống Covid để mà đi học trở lại thì nhà trường đã thực hiện theo đúng các cái văn bản chỉ đạo của ngành. Số trẻ đủ điều kiện và đồng ý tiêm chủng trong đợt này là gần 91.300 em, chiếm 88,8%. Hiện nhiều bậc phụ huynh cũng như các trường học trong tỉnh Phú Yên đã sẵn sàng cho công tác này. Khi cho bé đi tiêm chủng thì phụ huynh cũng như là các cháu thì cần chuẩn bị một cái tâm lý hết sức là thoải mái. Nói chung là chúng ta phải xem việc tiêm vaccine phòng COVID-19 như là tiêm các cái vaccine khác trong chương trình tiêm chủng mở rộng mà trước đây các cháu đã từng tiêm. Cho trước khi cái ngày đi tiêm thì cho cháu ăn no cũng như là mặc thoải mái, mà đặc biệt là nên mặc áo ngắn tay để mà thuận lợi trong cái quá trình tiêm. Các địa phương chỉ tổ chức tiêm chủng tại các điểm tiêm đã được phê duyệt cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng trước khi triển khai. Về cơ sở vật chất, về nhân lực, trang thiết bị, thuốc để xử lý cấp cứu. Đối với trẻ mắc bệnh nền, sẽ tiêm vaccine phòng COVID-19 tại các bệnh viện để đảm bảo an toàn. Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa tổ chức hội nghị gặp mặt giữa lãnh đạo thành phố với doanh nghiệp, chuyên gia công nghệ thông tin truyền thông. Và tại đây thì nhiều kiến nghị đề xuất gợi mở đắt giá hướng đến việc thực hiện chiến lược chuyển đổi số đã được các đại biểu chuyển đến lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh. Đại diện các hiệp hội doanh nghiệp, chuyên gia khẳng định chuyển đổi số không chỉ là cơ hội mà còn là trách nhiệm, sứ mệnh của các doanh nghiệp công nghệ thông tin. Do vậy, các ý kiến đề xuất Thành phố Hồ Chí Minh cần có chính sách hỗ trợ cho các công ty chuyên về dữ liệu và đào tạo nguồn nhân lực trong lĩnh vực này. Dữ liệu mở cần công khai cho doanh nghiệp và người dân, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa. Là để mà Thành phố Hồ Chí Minh xây dựng được một cái hệ thống gọi là kho dữ liệu chung mà chúng ta hay nói đấy, thì cái việc chúng ta ban hành được cái kiến trúc dữ liệu trước, nó là đầu vào để chúng ta xây dựng cái hệ thống kho dữ liệu, và cũng là cái đầu ra là chúng ta có một cái trung tâm điều hành. Cần phải đẩy mạnh hơn nữa cái phần hạ tầng dữ liệu quốc gia. Thế thì cái việc hạ tầng dữ liệu quốc gia, trong đó cái cơ sở dữ liệu về đất đai này, các cái khu quy hoạch về đất để phục vụ cho phát triển kinh tế xã hội của thành phố, là một cái câu chuyện mà tôi nghĩ đã đến lúc rồi, đặt ra một cách nó rất là bài bản để nó phục vụ trực tiếp cho phát triển kinh tế xã hội thành phố. Liên quan đến nguồn nhân lực, các trường đại học và doanh nghiệp cho rằng đây là vấn đề cấp thiết cần được Thành phố Hồ Chí Minh quan tâm đặc biệt. Để thực hiện chuyển đổi số thành công thì nguồn nhân lực hiện nay vẫn còn đang rất thiếu. Chính vì thế cần có một chiến lược đào tạo bài bản, đồng thời phải có cơ chế phù hợp để thu hút và giữ chân người tài, nhất là lĩnh vực công nghệ thông tin, an toàn thông tin. Cái đào tạo công nghệ thông tin này nó rất đặc thù bởi vì cái tuổi đời nó rất là ngắn. Chúng ta làm lĩnh vực phần mềm thì chúng ta chỉ đến khoảng 45-50 là chúng ta đã cảm thấy rất là mệt mỏi rồi. Thì như vậy cái quy trình đào tạo cũng cần phải thay đổi và có sự tham gia của các doanh nghiệp. Cái đào tạo của chúng ta nếu mà chúng ta quá thiên về academy, về những cái gì mà liên quan đến nghiên cứu thì chúng ta bỏ hẳn một cái khoảng là đào tạo ứng dụng. Mà cái nhu cầu về ứng dụng công nghệ thông tin thì vô cùng lớn. Rất mong muốn là thành phố có một cái chiến lược về con người. Ở đây chúng ta đặc biệt là vấn đề cơ chế, hôm qua có đề cập đến vấn đề về kể cả tiền lương trả cho kỹ sư về công nghệ thông tin bây giờ cũng rất thấp, rồi đặc biệt là trong lĩnh vực về an ninh an toàn thông tin thì nó đòi hỏi đặc biệt lắm đầu tư, và nếu không chúng ta sẽ mất người. Ghi nhận những góp ý kiến nghị, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ông Phan Văn Mãi cho biết, Sở Thông tin và Truyền thông đang nghiên cứu chiến lược dữ liệu và đề nghị tiếp cận ở góc độ khai thác được kinh tế dữ liệu và an ninh mạng. Tôi mong muốn các hiệp hội, các doanh nghiệp, các chuyên gia, các cá nhân, chúng ta hãy suy nghĩ, chúng ta tìm cách đóng góp nhiều nhất, tốt nhất để chúng ta đồng là tác giả của sự phát triển thành phố, của đất nước trong thời gian sắp tới. Mục tiêu cơ bản của Thành phố Hồ Chí Minh là đến năm 2025, kinh tế số chiếm 25% và đến năm 2030, chiếm 40% GDP của thành phố, năng suất lao động hàng năm tăng tối thiểu 7%. Hiện thành phố có 3 vấn đề lớn liên quan đến lĩnh vực thông tin và truyền thông cần được đặc biệt quan tâm.
đó là quản trị thành phố trong tình hình mới, xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu và liên thông cơ sở dữ liệu trong hoạt động vận hành công tác quản trị, tìm ra những động lực mới cho tăng trưởng trong tương lai. Thưa quý vị, hàng nghìn khách tham dự tại Ngày Thẻ Việt Nam đã được trải nghiệm công nghệ thanh toán không dùng tiền mặt tại 100% gian hàng, trình diễn công nghệ thanh toán thẻ ngân hàng hiện đại và tiên tiến nhất. Đây là hoạt động diễn ra tại sự kiện Sóng Festival dành cho giới trẻ với sự tham gia của các ngân hàng thương mại, tổ chức tài chính và tổ chức thẻ quốc tế, được tổ chức vào ngày hôm qua tại Hà Nội. Bên cạnh trải nghiệm các công nghệ mới thì giới trẻ cũng được cung cấp thông tin, cảnh báo về các trường hợp rủi ro trong hoạt động thanh toán, giúp khách hàng cập nhật phương thức, thủ đoạn phạm tội mới và các biện pháp phòng tránh rủi ro trong hoạt động thanh toán. Trong 5 năm qua thì hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt qua các kênh điện tử liên tục tăng trưởng mạnh. Số lượng giao dịch qua di động tăng 50% đến 80% một năm, Internet tăng từ 35% đến 40% một năm. Thưa quý vị, vào tháng công nhân năm nay thì ngoài việc tuyên truyền về truyền thống vẻ vang của giai cấp công nhân, về tinh thần bất diệt của Ngày Quốc tế Lao động mùng 1 tháng 5 thì công đoàn các cấp còn tổ chức nhiều hoạt động thiết thực với chủ đề là công nhân Việt Nam tiên phong, sáng tạo, trách nhiệm, an toàn, thích ứng. Tại thành phố Hồ Chí Minh, dự kiến 100 tỷ đồng sẽ được các cấp công đoàn dành để chăm lo cho đoàn viên và người lao động. Chương trình Ngày hội sức khỏe người lao động vừa được Liên đoàn Lao động thành phố phối hợp với Viện Y học Dân tộc thành phố tổ chức thăm khám, tầm soát sức khỏe, phân loại, tư vấn hỗ trợ điều trị phục hồi sau nhiễm COVID-19 cho khoảng 10.000 công nhân lao động. Dự trù kinh phí hơn 4 tỷ đồng cho chương trình này. Cái chương trình này là chúng tôi cũng đã bàn bạc với các đơn vị đối tác làm sao giảm cái chi phí thấp nhất, nhưng mà cái gia tăng, cái giá trị mang lại trong cái việc thăm khám người lao động là cao nhất. Thăm khám thực tế đơn giá là khoảng 900.000, chi phí công đoàn sẽ bỏ ra khoảng 378.000, trong đó có nhiều xét nghiệm chuyên sâu, thử máu, X quang, điểm tim như là phát hiện được, tầm soát được. Liên đoàn phố đã có cái chuẩn bị cái sàn công đoàn thành đa để đưa cái người lao động về đó nghỉ dưỡng 2-3 ngày để ta phục hồi và tập luyện theo cái bài vật lý trị liệu, các liệu pháp của các chuyên gia để làm sao mà qua đó mình cũng hỗ trợ chăm lo cho cái người lao động. Song song việc chăm sóc sức khỏe cho người lao động, tháng công nhân lần này, các cấp công đoàn thành phố dự kiến chăm lo cho 200.000 công đoàn viên lao động thông qua các hoạt động như bán hàng trợ giá, tặng sổ tiết kiệm cho công nhân bị tai nạn lao động, hỗ trợ quà, tiền mặt cho lao động khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo, mất việc làm. Con số tùy đoàn đang dự trù đó khoảng trên dưới 100 tỷ cho cái lần này, cái thăm khám hậu Covid và chăm sóc sức khỏe. Thứ hai đó là đối với lại cái đối tượng bị tai nạn lao động. Thứ ba là những trường hợp còn những khó khăn. Nét mới đáng chú ý trong tháng công nhân lần thứ 14, các cấp công đoàn thành phố sẽ thiết lập các điểm phúc lợi đoàn viên gắn với đời sống hàng ngày của công nhân, triển khai các hoạt động kết nối, giới thiệu, tạo cơ hội việc làm, học nghề, đảm bảo việc làm bền vững và thu nhập cho đoàn viên, người lao động. Lễ khai mạc tháng công nhân lần thứ 14 năm 2022 sẽ diễn ra vào ngày 29 tháng 4 tại Cung văn hóa lao động thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, 71 thí sinh xuất sắc nhất lọt vào vòng trong cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam năm 2022 đã chính thức được công bố vào tối qua tại thành phố Hồ Chí Minh. Đồng thời chương trình cũng công bố lên sóng tập đầu tiên của chương trình truyền hình thực tế Tôi là Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam năm 2022. Trong 71 đại diện cho 33 tỉnh thành, nhiều thí sinh đạt chiều cao trên 1m7, trong đó có 4 thí sinh cao trên 1m8. Hà Nội là nơi có nhiều thí sinh nhất với 11 thí sinh, tiếp đó là thành phố Hồ Chí Minh với 8 thí sinh. Đặc biệt là lần đầu tiên có thí sinh là thí sinh chuyển giới, đó là Hoa hậu chuyển giới Việt Nam Đỗ Nhật Hà với chiếc vé vàng danh dự dành cho cô. Chương trình mong muốn thể hiện sự tôn trọng và ủng hộ quyền bình đẳng giới. Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam năm nay có chủ đề là Vina Woman, bản lĩnh của Việt Nam, tổ chức vào ngày 22 tháng 2 đến ngày 17 tháng 6, chung kết diễn ra ở thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, tình trạng xe quá khổ, quá tải hoạt động trên đường đã gây ra nhiều bức xúc cho người dân. Xe quá tải không chỉ tiềm ẩn nguy cơ cao về tai nạn giao thông mà còn khiến hạ tầng giao thông xuống cấp nhanh. Tăng cường các chuyên đề xử phạt xe quá tải là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của lực lượng công an các địa phương hiện nay, ghi nhận tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Đường Trường Chinh, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, còn có tên gọi khác là đường 81, là một trong những tuyến lưu thông quen thuộc của các loại xe chở vật liệu xây dựng. Qua cân tải, phương tiện chở vật liệu xây dựng này đã vượt tải trọng theo quy định đến hơn 35%. Chủ phương tiện bị phạt 6-8 triệu đồng, người lái xe bị phạt 3-5 triệu đồng và bị tước giấy phép lái xe 2 tháng. Đến tại điểm khoảng 5
24 chở hàng vượt quá trọng tải từ 30% đến 50% so với giấy chứng nhận quy định. Anh em tiến hành giấy phép lái xe của anh, giấy chứng nhận đăng ký, giấy chứng nhận kiểm định và một tem kiểm định. Một trường hợp quá tải mà cảnh sát giao thông mất khá nhiều thời gian để xử lý. Tài xế xe dù thừa nhận kết quả cân trên thiết bị của lực lượng cảnh sát giao thông nhưng không đồng ý việc cảnh sát giao thông lấy tổng số cân thực tế trừ đi phần thân xe theo giấy kiểm định. Theo tài xế, phần thân xe phải là 15 tấn 510 kg thay vì 13 tấn 870 kg như giấy kiểm định. Vì đất cát vào mùa mưa bị ướt nên bám dính vào thùng xe. Tài xế cũng khăng khăng cảnh sát giao thông nên căn cứ vào phiếu cân mà chỗ mỏ đá cung cấp cho tài xế. Tôi giải thích cho anh, phiếu cân của anh là 38,24 tấn đúng không? Đúng rồi. Rồi bây giờ thì kiểm định của anh, khối lượng bản thân của xe này là 13 tấn 870 kg. Nhưng mà trong cái xe này tấn là cái chạc xe đường đưa xem chứ gạt chứ đá kim dính mà. Còn cái vấn đề cát hay là đá gì bám trên xe của anh cũng là hàng hóa. Bây giờ tôi lấy tổng trọng tải xe anh là 38,24 tấn đúng chưa? Ừ. Nha. Rồi. Chúng tôi lấy cái tổng trọng tải của anh, chúng tôi trừ vào kiểm định là cái số này là cái số do cơ quan có thẩm quyền người ta ghi trong này rồi. Chúng tôi không thể căn cứ vào cái này được. Nhưng mà phiếu cân của anh đổ đang 15 mét khối đây, tức là một khối xe đến chủ xe đây này. Tôi nói với anh là xe của anh cái phiếu cân này cũng đã quá tải rồi. Ờ có anh công nhận vì bữa nay là mưa đất đá có ngấm vào có nặng thêm. Tranh luận mãi, gần 1 giờ sau đó, biên bản mới được lập khi lực lượng cảnh sát giao thông thể theo nguyện vọng của tài xế đưa xe đi cân ở một trạm cân của mỏ đá gần đó. Và kết quả cân lần 2 là 38 tấn 430 kg. Nghĩa là còn cao hơn cả mức 38 tấn 240 kg mà cảnh sát giao thông đã cân. Cùng với thị xã Phú Mỹ, các địa phương khác của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cũng đang tăng cường công tác kiểm tra xe quá tải. Tuy nhiên, việc quản lý và xử phạt xe quá tải trên địa bàn vẫn gặp nhiều khó khăn do các doanh nghiệp vận tải cắt cử người theo dõi tổ tuần tra hàng ngày nhằm thông báo về lộ trình di chuyển của tổ cho các phương tiện quá tải nhằm tránh né.